Jimmy kính chào tất cả quý khán giả của The Jimmy TV và mời quý vị cùng đến với buổi mạn đàm rất là đặc biệt này. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta đang ở trong những ngày đầu năm âm lịch 2021. Nhân dịp đầu xuân thì đài SBTN phát hành chương trình Những Ngày Xưa Thân Ái. Thì hôm nay để tìm hiểu về cuốn DVD Blu-ray Những Ngày Xưa Thân Ái và cũng tìm hiểu thêm về những bài hát và những ca sĩ góp mặt trong cuốn DVD đặc biệt này, Jimmy đã mời được nhạc sĩ Trúc Hồ. Mời quý vị cùng với chúng tôi chào đón nhạc sĩ Trúc Hồ. Xin chào. Chào. Dạ em mời, xin chào khán giả của Jimmy Channel. Thưa anh, được biết là chương trình này đài mình mới phát hành mà cái ban đầu á, cái chủ đề không phải là Những Ngày Xưa Thân Ái. No, cái chương trình này nó làm gần cả năm trời đó. Dạ. Từ lúc mình dự tính là Sài Gòn. À. Xong rồi một số anh em producer đề nghị là tại sao phải là Huế, Sài Gòn, Hà Nội. Nhưng mà khi mà mình làm chương trình á, anh lại không muốn nó mang cái tính cách địa phương Huế, Sài Gòn, Hà Nội. À. Anh chỉ muốn làm một cái chương trình mà qua âm nhạc chúng ta trở về lại cái miền dĩ vãng. Dạ. Thì cuối cùng thì đổi hoài. Tường Thắng viết 20 cái script. Anh không có hài lòng với những cái gì mà mình muốn thực hiện. Ok. Mục đích thì nó chỉ là một người tới một cái tuổi như anh, trong cái năm rồi có nhiều chuyện xảy ra mà mình thấy cái thế giới này nó lạ. Người lạ trở thành người quen, mà người quen trở thành người lạ. Chuyện nó đủ thứ hết. Thì mình muốn đi tìm lại cái thời gian đẹp. Đối với anh, cái thời gian đẹp, cái nền văn hóa đẹp của mình đó là trước 75. Những bài nhạc những bài nhạc của trước 75 có một cái giá trị anh không nghĩ là nó có một cái tuổi thọ trăm năm đâu, anh nghĩ nó hơn. Nó sẽ còn sống nhiều thế kỷ nữa. Nó là coi như là người Hoa Kỳ họ có cái loại nhạc họ gọi là standard music. Thì nó trở thành standard rồi. Thì những cái bài trước 75 đối với anh là một cái gì đó giá trị chuẩn. Mà có thể mấy trăm năm sau vẫn có người nghe. Cho nên anh muốn về cái thời gian đó. Từ nhạc tới lời anh hả? Chính thôi. Lời của người nhạc sĩ trước 75 đôi khi mộc mạc nhưng mà không bao giờ thiếu chất thơ. Đúng rồi. Lúc nào cũng có cái chất thơ trong nó. Người Việt Nam mình có khiếu đàm thơ. Trong người nhạc sĩ sáng tác, mặc dù là lời hát nhưng mà chất thơ nhiều lắm. Vâng, như bài thơ ha. Thưa anh, cái cuốn này anh nói đó, với thế hệ của anh là tìm lại cái miền dĩ vãng, nhưng mà với thế hệ trẻ như chúng em á, thì lại được tìm hiểu về cái thời đẹp của văn học nghệ thuật miền Nam mình trước 75 qua những cái bài hát. Nên lắm. Nếu mà chúng ta không làm thì thế hệ em hoặc là nhỏ hơn em nữa sẽ mất mát cái gì mà nó hay đẹp quý mà mình không biết. Đúng rồi anh. Đúng rồi anh. Cho nên những cái tác phẩm như thế này là những tác phẩm nó sẽ giúp cho nhiều thế hệ hiểu được cái nền văn hóa của mình. Anh nghĩ là những người nhạc sĩ thời sau này họ phải nghiên cứu những nhạc trước 75 để mà họ làm dồi dào phong phú theo cái sáng tác của mình. Đúng rồi. Trong cái chương trình này là 26 bài mà em thấy anh hòa âm là hơn phân nửa luôn. Thường thì nói chương trình trước là em thấy là đôi khi có 3, 4, 5, 6 bài. Thường thường thời ấy xa đó, một chương trình là 24 bài. Thì anh làm cỡ khoảng 8 bài thôi. Còn bao nhiêu là anh em mỗi người, Vũ Tuấn Đức, Sĩ Đan, Trúc Sinh, Mai Thanh Sơn, Sâm Tham thì đôi lúc thì cũng có Quốc Khánh. Thì chia nhau làm. Cái nhiệm vụ anh nó tổng quát nhiều. Mix thì anh mix hết. Nhưng mà hòa âm thì anh chừng 8 thôi. Nhưng mà cái mùa năm rồi là cái mùa cúm, mùa cái dịch đại nạn mình Covid, cho nên làm việc rất khó khăn. Cho nên anh em mỗi người chỉ nhận 2 bài thôi. Thì còn bao nhiêu thì anh làm mà anh cũng thích nữa, bởi vì
trong cái thời gian Covid mà mình ngồi mình quả âm nhạc mà mình thích thì anh nghĩ không có gì, anh may mắn anh có được cái thời gian như vậy để mà anh làm nhiều bài quả. Hình như là trong lúc anh đang bệnh mà cũng quả âm luôn phải không? Trong lúc anh đang bệnh thì lúc đó là mix rồi. À mix rồi. Okay. Lúc đó là anh ngồi ngày nào anh cũng mix hết, một ngày anh mix cũng ít nhất là 10 tiếng. Dạ, đúng. Trong cuốn này thì quá nhiều bài hay, nhưng mà cái bài mà em và cũng như một số bạn mong chờ lắm đó là bài Mưa Đêm Tịnh Nhỏ của cô Hương Lan. Nghe cái da gà nổi. Anh không có lời nào nói lên được cái đẹp của cái giọng hát của chị Hương Lan trong cái bài. Dạ. Bài Mưa Đêm Tịnh Nhỏ. Tịnh Nhỏ. Chỉ mới vô mấy câu thôi. Ước áo đó. Cái giọng hát của chị nó đẹp. Nó đẹp không tả được. Dạ. Cái chất sáng của giọng chị nó không có làm cho mình mệt cái lỗ tai. Cái chất trầm của giọng chị nó không có làm cái rền của cái dơ, cái dưới, cái phần thấp ở dưới. Nhiều khi giọng nó rền quá mình biết nó bị dơ đó. Okay. Nói chung là giọng chị Hương Lan trong bài này, đặc biệt là bài này, có một cái gì đó đặc biệt lắm. Anh không hiểu được khi mà anh mix anh thấy sao, ủa sao hay quá vậy ta. Anh đâu phải là xa lạ gì với chị Hương Lan đâu. Chị Hương Lan với anh hồi xưa từng đi show với nhau hầu như là mỗi tuần mà. Nhưng mà bài này là bài phải công nhận là cái bài mà ngạc nhiên anh luôn. Cho nên khi mà anh mix cái bài nhạc này anh thích lắm. Trời đổ mưa cho ướt áo trinh nhân, mưa về trên đồn văn. Trời làm mưa cho ướt áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ. Tâm tình thường hay ngõ trường tan về chung phố, những lúc trời chiều đổ mưa. Mà cái quả âm anh quả âm cho chị, cái quả âm khi mà anh làm bài nhạc bolero mà cái thời thập niên 60 nè hả, anh phải đi về thập niên 60. Anh phải về, anh nghiên cứu thập niên 60 họ dùng những nhạc cụ như thế nào. Dạ. Để mà anh hòa âm cho nó. Thật sự cái chương trình này anh muốn làm giống như cái phim vậy á. Mình phải cái âm thanh mình, cái nhạc cụ mình chọn nó cũng phải hợp với thời gian đó. Nhưng mà nó phải mới. Chứ không thể nào mà nó cũ được. Mà không có cái gì mà cũ mà mới mà làm được bằng orchestra hết. Chỉ có dàn orchestra em mới làm được cái chuyện vừa cũ vừa mới. Em thấy dàn orchestra mấy trăm năm trước, Beethoven, Mozart. Bây giờ nhạc phim họ cũng dùng orchestra nhưng mà rất mới. Cái âm thanh nó không có bị chết theo thời gian. Đúng. Cho nên mình phải hoài âm dùng orchestra nhiều. Thì cái anh nghĩ từ sau cuốn Nhạc Trường đầu tiên á, là anh có một cái trường phái hòa âm bolero kiểu orchestra. Nếu mà các người mà yêu nhạc để ý, đã lâu lắm rồi anh không làm lại cái kiểu đó. Nhưng mà cuốn này bởi vì anh muốn đi ngược về thời gian, cho nên anh cần orchestra. Mà orchestra đã làm cho cái bài nhạc nó sang lên, nó sang mà nó, anh không hiểu sao thật sự là những người nhạc sĩ hòa âm mà không mà dùng nhạc đồ điện tử mà hòa âm cho những cái thể loại này á, hơi ép ép người nhạc sĩ sáng tác. Ok, nó không làm sáng cái bài hả? Không, hơi ép hơi gượng quá. Ok, mình muốn làm nhạc mới mình chơi trống điện tử vô này kia nọ. Anh nghĩ mình khi mà mình hòa âm mình phải tôn trọng người tác giả. Nếu mà mình không làm đẹp hơn được thì mình cũng không có nên phá nó. Anh là người rất tôn trọng tác giả. Anh nghe melody trong đầu anh nhiều.
và anh tìm những cái quãng nào mà tác giả dùng trong cái bài đó mà làm anh thích, để anh làm intro. Chứ anh không có lấy một cái nhạc ở đâu đó anh lấy intro anh dục vô. Mà anh phải thấm cái bài nhạc xong rồi anh tô vào quãng ghi người nhạc sĩ này xài nhiều mà mình thích, mình dùng nó để mình làm intro. Và sau khi anh có intro rồi đó thì anh bắt đầu anh orchestra tiếng Việt mình họ gọi là phối khí. Mình viết cho flute, mình viết cho oboe, mình viết cho clarinet. Nếu mà em nghe kỹ thì anh là người thích clarinet và cello. Anh xài rất nhiều clarinet và cello. Nhạc swing thì dĩ nhiên là có rồi, dụng cụ thật hết, dụng cụ nhạc thật hết. Một số nhạc thật, một số là orchestra mà xem là bây giờ thời đại bây giờ những nhạc phim kỹ thuật họ lên rất cao, họ mướn những người nhạc sĩ thiệt, gần cả dàn orchestra gần cả 90 mấy người. Họ xem lại cái sao đó, rồi họ bán lại cho những người composer, musician như tụi anh để mà mình dùng. Tất nhiên là ở dàn nhạc thật 100% thì cái này nó cũng phải tệ lắm, cũng phải được 65-70%. Rồi mình thêm nhạc sĩ thiệt vào nữa. Tất nhiên là vừa có sampler và vừa có real musician về những cái đó. Cho nên em nghe em khó mà đoán được cái sampler hay là không sampler, tại bởi vì mình xài vừa thật và vừa sampler. Sampler để làm cái gì? Để cho nó mình thật, mình có vài người maximum là đôi lúc bởi 9 người là hết rồi. Đúng rồi. Nhưng mà sampler thì họ thấy gần cả 90 mấy người lận, cho nên cái sao nó có âm văng hơn. Mình nghe nó lớn hơn, cho nó rộng hơn. Em là người có cái lỗ tai nghe nhạc, khi mà đầu tiên em hỏi liền cái bài chị Hương Lan. Cái đó là một trong những cái mà anh nói thiệt, khi mà giọng chuyện hát lên là nó có cái gì rất đặc biệt. Đúng rồi anh. Bởi vì á, hòa âm hay, bài hát hay mà lại thêm một giọng hát hay nữa thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Cho nên tụi em nghe bài này là tụi em nổi da gà. Đúng, em nói đúng. Bà chị Hương Lan có một cái gì đó rất nổi bật trong bài nhạc này. Đúng rồi anh, mà phải đợi tới 20 năm mới được nghe lại cổ hát mà do anh hòa âm đó nha. Tại vì 20 năm trước là cổ hát cái mưa đêm ngoài ô. Đúng rồi. 20 năm sau là cổ mới hát lại với anh. Đúng. Dạ, hy vọng đây là cái sự bắt đầu lại. Mà anh Diệu rất là thắng lắm đó nha. I know. Mà không biết sao lại không có duyên làm việc nha, phải 20 năm sau mới xong làm việc nha. Mà giọng cổ vẫn còn hay thì là còn quá hay luôn, chứ vẫn còn hay gì. Quá hay. Bên cạnh đó thì em thấy cái phần mà mưa trong cái cuốn này hơi bị nhiều ha, coi như là hơi bị tốn kém cái vấn đề mà anh thích mưa. Anh là một người rất thích mưa, lãng mạn từ nhỏ. Trong đây có một cái bài mà anh viết trong năm rồi, để anh nhìn lại thời gian qua, nhớ những ngày chơi với mưa. Anh là một người yêu mưa. Hồi nhỏ anh ở nhà ba má anh chứ lúc nào cũng bắt ngủ trưa hết. Rồi trời mưa một cái là anh tìm cách anh chạy lên nhà thờ để mà anh đá banh dưới mưa. Đùa vui dưới mưa. Cho nên mưa, tại sao một số người hỏi anh tại sao chiến dinh này nhiều bài mưa vậy? Anh thích mưa. Anh không thích nắng. Snow. Nó lạnh lắm. Canada, Montreal. Hồi xưa em ra quay mình nó hoài, anh sợ anh sợ tuyết lắm. Hay là miền Nam Cali mình là nắng ấm. Cho anh thì mưa giờ nào anh cũng thích. Cali mình lâu lâu mưa con gái là chọn. Thích lái xe ra ngoài chỉ thấy mưa rơi trên cái kiến xe thôi. Mình cũng thấy cái lòng mình nó lâng lâng rồi. Mỗi người có một cái bệnh, anh bệnh thích mưa. Em là giống anh nữa đó, là thích mưa lắm. Nhất là mưa, tại vì cái ngày mưa là hết ngày nó nhẹ nhàng nhất. Lãng mạn á. Tại sao mình không làm một cái chương trình về mưa, chủ đề mưa không? Hồi xưa Aisa có làm mà, anh nhớ. Hồi xưa Aisa anh có làm chương trình mưa không? Cũng mưa hầu hết tất cả chương trình của Aisa hồi xưa đều là ý tưởng của anh hết. Sau đó anh mới bàn với anh Việt Dũng viết script. Chứ mình phải có cái ý tưởng trước, mình phải có cái câu chuyện, mình lựa bài, rồi từ đó Việt Dũng mới bắt đầu theo cái hướng đó mà viết, cũng như là anh Nam Lộc hay là những người hợp tác với Aisa. Thì mưa mình làm rồi. Anh thì anh thức mưa cho nên anh thực hiện liền. Còn cái này là mình nhìn về những, mình nhìn lại quá khứ thì nó không chỉ mưa không. Nó có một nhiều vấn đề khác mình cũng muốn trở lại. Và có nhiều người nói tại sao không có một số em hỏi tại sao không có những bài của nhạc Phượng Hoàng. Mang Phượng Hoàng. Cái Phượng Hoàng á,
trong cái thời mà mình làm ASA đó, Phượng Hoàng khai thác không biết bao nhiêu lần. Anh không biết bao nhiêu lần liên khúc Phượng Hoàng. Từ nhóm của anh, mấy giới trẻ của mình cho tới chị Bảo Yến, chị Ngã Phương rất nhiều lần. Chú Elvis Phương cũng đã hát liên khúc Phượng Hoàng rồi. Đầu tiên là anh Elvis Phương trong cái cuốn ở bên Montreal. Rồi sau đó không biết bao nhiêu lần nữa. Cho nên lần này anh muốn nhìn thời mà hippie á, thì anh muốn tìm bài của Phong hình Phong. Như của Sư Y Vật Lăng hay là gì đó. Anh quên tên không? Là Mùa Tình Yêu á. Anh muốn tìm những cái bài thời đó như là Em Đẹp Nhất, Đêm Nay, Mùa Tình Yêu. Thời nhỏ mình nghe thời tăng 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 tăng. Rồi cái bài Mùa Tình Yêu thì cái intro á, đó cái intro đó đó, tăng 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 tăng. Cái tiếng guitar của cái thời đó đó, người ta dùng cái spin reverb, nó mới ra được cái sound như vậy. Thì anh cũng làm lại cái style nó như vậy, giống như nhạc cao bồi đắng 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 đắng, nhưng mà anh lại orchestra chứ không phải là một cái bài nhạc bốn người chơi. Nếu mà em nghe kỹ cái original version đó, anh không nhớ là Fonso Hardy hay là Sylvia Tang, anh nhớ Fonso Hardy ạ. Phần Hardy hả? Anh một trong hai người thôi, tại vì anh thích hai ca sĩ lắm. Tình quá mà. Cho nên anh orchestra đó. Okay. Anh muốn nó mạnh. Đúng. Anh muốn nó đầy sức sống. Đúng. Mà nó lại cổ điển mà lại tăng. Nói chung là có cái nét của thời 60-70. Có nét 60-70 mà nó movie sao một chút. Dàn pass vô, dàn swing vô, mình làm cho nó Mùa tình yêu đến đây rồi, mùa tươi thắm cho đời, lời yêu thương vang khắp nơi. Mùa tình yêu ngắt ngay lòng, mùa phiêu lãng tan bồng, vào đắm đôi mê say. Dù tình yêu có điên cuồng, có đau buồn lòng ta phân... Anh thích cái rất là anh chơi khi mà hòa âm cái cuốn này. Đúng rồi. Nó cho anh cơ hội để mà anh dùng orchestra trong cái music. Giống như mình làm nhạc phim. Anh hồi xưa hồi nhỏ, anh khi mà anh còn nhỏ, anh ước muốn anh trở thành một người viết nhạc phim mà. Chứ anh đâu giờ anh tưởng tượng anh trở thành một người nhạc sĩ sáng tác ca khúc hay là nhạc sĩ hòa âm hay là làm đài TV đâu. Những cái ước mơ của anh từ nhỏ là music arranger, là người hòa âm là anh làm được. Muốn trở thành phim composer chưa thực hiện được, chỉ có làm con cuốn Cơn Mưa Hạ thôi. Nhưng mà cuộc đời nó đưa dẫn anh tới anh thành người sáng tác luôn, rồi anh thành người producer luôn, rồi anh thành người lập ra đài SBTN luôn. Nói chung là khi gì anh cũng làm nó nhiều quá. Thì ông trời cho anh nhiều cái tài quá chứ hả? Cho nó bây giờ mệt, bây giờ tuổi nó trên 30 mấy năm làm việc. Bây giờ qua cái mùa Covid anh ngồi anh nghĩ lại, sức khỏe của anh nó yếu quá. Cho nên nếu mà em nghe kỹ cái lời bài Mãi Mãi Yêu Em á, đó là lời tâm sự của anh nhìn lại cuộc đời anh bao nhiêu năm qua. Nếu mà nghe thật là kỹ cái lời á, đó là một cái lời, nó như cái hồi ký của anh hả? Giống như một cái lời xưng tội của mình vậy. Tại vì anh nhắc lại kỷ niệm từ thời ở Sài Gòn. Từ mọi chuyện hết. Ai muốn nghĩ sao nghĩ, nhưng mà đó là một cái lời rất là personal. Cái gì đó nó từ trong cái trái tim mình, trong cái phút giây đó mình mới nghĩ được như vậy thôi. Nhìn xung quanh chợt tay trắng tay. Có nhiều cái trên đời này trong cái năm Covid đó, nó làm cho mình ngồi mình nghĩ lại cái gì quan trọng trong cuộc đời. Thì cái bài này anh Tiến đã hát. Tiến hát hay. Hát hay. Thank you.
kén người nghe. Thì đó là một cái gì đó nó cái hay của cái người nghệ sĩ là họ thích gì họ làm cái đó. Mình phải tôn trọng họ. Anh thấy hay thì em hát đi. Em qua em đi. Em mix hay là anh mix, em mix ok rồi em mix đi. Tự mời ông tự mix tự hát. Từ mọi thứ rồi cuối cùng là cho anh thôi. Trong đây thì có hai bài các bạn ca sĩ trẻ hát thôi, nhưng mà em nghe cũng thích lắm cái hòa âm và cái hình ảnh, cũng nhớ Sài Gòn, đó là bài Thôi với cái bài Giả Từ Đêm Mưa đó, anh Đoàn Phi hát. Bài Thôi. Nếu mà xin nói mà sau cái bài của chị Hương Lan thì một cái bài mà làm anh ngạc nhiên nữa là bài Đào Chí Lộc. Giả Từ Đêm Mưa đó. Hay vô cùng. Em nhớ Đào Sài Gòn. Chí Lộc sau này chắc chắn phải là một người ca sĩ nổi tiếng. Cái giọng hát nó đẹp, đẹp kỳ lạ, nó hơi hơi giống chị Hương Lan. Giọng hát có cái là cái giọng cao nó mình nghe không có bị harsh. Giọng trầm mình nghe nó không có bị cho nên khi mà anh mix anh EQ cái giọng á, nó dễ dàng cho anh vô cùng. Có nhiều người giọng khi mà mình lên cao nó bị harsh quá, mình phải tìm cách để mà mình giảm cái nghe nó rướng, nghe nó khó chịu á. Nhiều khi thời đại bây giờ họ nghe bằng iPhone họ cũng không nghe được cái đó. Cho nên có chịu không có chịu gì vậy, iPhone cũng giống nhau mà. Nhưng mà khi mà em mix á, em không có em không chịu được những cái làn sóng gọi là nó chói tai của tai mình, mệt lắm. Giọng của Đào Chí Lộc nó dịu vô cùng, rất là êm. Trời, em thích cái giọng nó ghê luôn. Nó trời, anh hòa âm nó đã gì đâu cái bài đó. Nếu mà em nghe kỹ hòa âm của cái cuốn này á, thì em sẽ thấy cái cách mà anh sử dụng dàn swing á, những cái counter melody từ violin 1, violin 2, viola, cello, swing B, tất cả nó quyện với nhau, counter melody và nó đi chung với nhau, lúc nó đi ngược với nhau, lúc nó hỏi, lúc nó trả lời với lại cái giai điệu của cái bài nhạc của người nhạc sĩ sáng tác. Anh nghĩ cuốn này là một trong những cuốn mà anh qua mà về orchestra mà anh hài lòng nhất. Dạ đúng. Monteiro thật sự ra những người sáng tác bài Đoàn Chí Lộc là Giả Từ Đêm Mưa. Nhạc sĩ sáng tác là ông Văn Phụng. Chú Văn Phụng. Chú Văn Phụng nè, chú Quỳnh Anh nè, chú Y Văn nè. Những người nhạc sĩ sáng tác này họ là nhạc sĩ chơi nhạc trong vũ trường. Chú Văn Phụng là người giỏi nhạc. Chứ không phải là chỉ đàn guitar rồi sáng tác nhẹ nhẹ đâu. Cái giai điệu của chú là nhạc trưởng mà. Chú hòa âm cho cuốn Ngô Thị Miên trước năm 1975 mà, phải không? Ông Y Văn là nhạc trưởng mà. Cho nên cái giai điệu bolero của họ đó, ai nói là nhạc sến. Nó không có gì là sến hết. Nó chỉ là cái người trình diễn thôi, khi họ làm hơi quá lố thôi. Nhưng mà cái bản chất của cái giai điệu đó, nó đẹp vô cùng. Anh nghĩ mà một trong những người, một cái trường phái mà viết bolero mà nó dễ cho anh làm orchestra đó, chỉ có ba nhạc sĩ: Văn Phụng, Y Văn, Quỳnh Anh. Ông Y Văn thì quá nhiều bài mà bolero mà quạm orchestra sướng lắm. Mấy ông nhạc sĩ sáng tác cái giai điệu nó cho mình nhiều cái màu sắc, nhiều cái cảm hứng. Mình muốn đi cái vùng này chút, đi vùng kia chút. Nói chung là mình không có bị chối tai bắt buộc phải làm theo cái kiểu này không. Mình có quyền làm cho nó theo những gì mà mình nghĩ nó giúp được cái bài nhạc này. Anh hòa âm là anh điều theo cái hồn của người sáng tác. Vậy thôi chứ anh không có muốn phá cái hồn. Đúng rồi, tại vì có một số người hòa âm thì hơi bị ồn quá làm cái bài nó không có được hay. Nghe anh, thật sự ra những người hòa âm mới làm họ muốn làm nhiều. Họ muốn làm lung tung ra thứ điều chắc. Anh trong những mấy chục năm trước anh mới làm hòa này cũng vậy, anh có xu hướng là mình sao ít chắc mà mình xem chắc này mình sao chắc nữa. Nhưng mà sau này á, sau bao nhiêu năm anh hòa âm, anh mới đi em mới học được một điều mà anh nghe nhạc những cái bài mà anh thích của BG, của Beatles, những cái hòa âm mà hay của thế giới. Họ rất ư là sâu sắc nhưng mà đơn giản lắm. Nghe cái hòa âm nó đơn giản nhưng mà đằng sau sự đơn giản đó là gần cả trăm người nhạc sĩ chơi.
đó là cái anh học được. Yeah. Cho nên anh đã dùng cái đó để mà thực hiện qua một kiểu như vậy. Mình tưởng đơn giản lúc đầu vô guitar nó nhẹ nhẹ, từ từ em thấy nguyên cái dàn woodwind vô, từ từ em thấy dàn string vô, từ từ mỗi thứ nó trở thành một cái câu chuyện. Mình kể chuyện qua hòa, người nhạc sĩ kể chuyện qua lời nhạc và giai điệu, mình kể chuyện qua hòa. Với cái cuốn hay như vậy thì anh có dự định phát hành CD không? Anh nghĩ là từ đầu thì anh nghĩ là không. Nhưng mà em nói là một số người yêu nhạc ở Việt Nam, họ muốn có thì anh cũng in vài trăm CD cho kỷ niệm, chứ thật sự anh không biết là mình có khả năng làm gì, công việc mình đang làm được bao nhiêu lâu nữa. Bởi vì thời buổi này mọi người lên YouTube hỏi hết. Cái đời sống nó quen như vậy rồi. Nhìn cái âm thanh ánh sáng, nhìn ca sĩ họ cũng coi được không sao hết. Họ nghĩ cái đó là đủ rồi. Cho nên mình không biết là mình làm ra rồi chẳng ai mua rồi làm sao có tiền làm tiếp. Thì anh nói với bao nhiêu người đó thì đó là bổn phận của mình. Mình cố gắng mình làm được tới lúc nào thì làm, còn không được nữa thì mình thôi thế thì chia tay. Nghe buồn vậy. Thì nó buồn như vậy đó. Nhưng mà em thấy là bây giờ ngoài Blu-ray thì mình coi ở trên mạng cũng sẽ đẹp hơn, mà nó lại lạnh, nó âm thanh. Tương lai là như thế này. Anh nghĩ tương lai nếu mà giới trẻ như em á, anh ước chỉ có nhiều người như em. Anh nói thiệt, thích cái văn hóa của người Việt Nam mình. Biết thưởng thức những gì nó có giá trị nghệ thuật. Thì em có thể em coi digital copy thay vì em coi DVD hay làm coi Blu-ray. Hồi xưa Blu-ray là đẹp rồi. Nó là high def mà. Asia là người đầu tiên quay high def. Cuốn Mùa Hè Rực Rỡ. High def là nó 1080 thôi. Cái resolution của nó. Cái lần này mình quay là 6K lần. Mình xuống master xuống còn 4K. Là nó 4 lần của 10. 1000 và 4000. Nó thêm cộng đến 3000 nữa. Còn cái âm thanh á, âm thanh khi mà anh thâu á, là anh thâu 32-96. Tất nhiên là độ cao tiêu chuẩn nhất mà mình có thể làm được. Thì khi mà mình xuống Blu-ray nó trở thành 24-48. Xuống DVD nó trở thành 16-41. Nó bị giảm xuống. Còn xuống MPG thì nó chẳng còn gì nữa. Cho nên bán mình làm, mình cố gắng quay đẹp, làm đẹp, thâu đẹp, biết tốt. Mình muốn cái sản phẩm mình nó cái gì nó cũng tốt. Mà mình bán không được, đau lòng. Không có vốn để làm nữa. Mà thấy khán giả không thưởng thức theo những gì mình muốn họ thưởng thức. Họ coi bằng YouTube hoặc coi bằng cái gì đó. Càng đau lòng hơn nữa. Tại sao không coi cái mà mình muốn thấy trong đầu mình thực hiện, mình thấy nó xảy như vậy nè, nó như vậy nè, nên coi cái này nè. Không, cho nên anh nghĩ là tương lai á, anh nghĩ là anh sẽ làm một cái streaming music mà người ta có thể lên đó, người ta trả tiền nhẹ thôi. Để mà người ta có thể nghe được cái master hi-fi. Tất nhiên là em thích nghe cái gì, em lấy cái bài đó về, đó là hi-fi 32-96. Thì những người mà có dàn nhạc hay, có nhiều người họ mua dàn âm thanh gần cả 100,000 ở nhà, nhưng mà nghe MP3 để làm cái gì? Đúng rồi. Những người mà chơi dàn cả 100,000 á, cái amplifier mấy chục ngàn, cái dàn lo 70,000 á, thì họ phải nên nghe 32-96. Nó gọi là audio file, cái mà đẹp nhất của âm thanh. Hoặc là nghe đĩa nhựa. Thì cái nghề này là không có tiền anyway. Nhưng mà mình cố gắng làm để mà mình thưởng thức được cái technology mà thế giới cho mình. Thế giới cho mình một cái technology quá cao. Cái sampler mấy chục năm về trước, dở sampler bây giờ nó như gần như là thiệt. Hồi xưa quay standard def bây giờ là 4K, 6K, 8K. Tất
tất cả những người làm ngành nghề đều muốn cái gì nó đều cao nhất, đẹp nhất, nhưng mà người tiêu dùng thì thích cái gì tiện nhất. À, lại vậy đó. Thấy không? À. Cho nên cuối cùng thì họ vẫn nghe trên iPhone. Yeah, YouTube. À, uổng đi. Yeah. Anh, nhưng mà tiện dụng là tốt. Mình nên gọi là khuyến khích cái tiện dụng. Nhưng mà anh khuyến khích những người mà yêu nhạc, really really yêu nhạc, nên nghe 3296 format wave. Cái đó mình nghe mình sẽ thấy được, nghe từng cái chi tiết nhỏ, nghe từng cái reverb nó ở nằm chỗ nào, cái delay nó nằm ở chỗ nào. Thì mình sẽ cảm thấy là cái dàn máy 100,000 của mình nó có giá trị hơn nếu mà mình nghe MPG. Hiểu không? Mà thấy được cô Hương Lan của Ngân cái là cỡ nào. Chị Hương Lan phải công nhận hát bài nó quá hay. Bây giờ đó, nếu mà khán giả người ta ở nhà người ta muốn nghe mà với cái chất lượng như vậy thì lên SP Tango ha. Muốn coi mà chất lượng mà những người thực hiện như anh muốn khán giả coi á, muốn xem á, là mình lên epizango.com. Mình mua cái digital copy. Trong vòng 5 phút lại về tới nhà. Mình có thể mình coi trên computer. Hoặc có thể mình coi trên smart TV. Nếu mà cái smart TV mình có ra cái dàn speaker á, thì coi bằng cái đó. Còn nếu mà smart TV mình chỉ là cái TV nhỏ xíu, cái loa nhỏ xíu nằm trong cái TV thì đừng nên coi. Mình vô cái computer mình coi. Mình đeo headphone vô mình nghe. Anh tự thưởng cho anh là anh download về, anh lên cái computer của anh, tại vì anh mệt quá. Anh mấy bữa nay bị mệt, người nó đuối quá. Trời ơi, nó hay vô. Mới vô cái bài Sài Gòn đẹp lắm thôi. Cái hòa âm của bài Sài Gòn đẹp lắm, nó là một cái gì mà khởi đầu cho những cái hòa âm sau này. Cho cái, nó là một cái sườn cho những bài sau này trong cái chương trình này. Đúng. Tại vì khi mà anh làm cái chương trình này, anh quảng với bài Sài Gòn á, anh nhớ có một cuốn phim anh coi, It Drink and Man gì đó, của một người đạo diễn rất nổi tiếng của Đài Loan, cứ được đề nghị giải Oscar luôn. Wow. Phim đẹp hay. À, vui, nói về ông già nấu ăn có mấy đứa con gái, mỗi đứa có cái gì rất là hay. Thì anh nhớ cái soundtrack của phim đó. Nó hay lắm. Khi mà anh coi ngoài rạp á, nó hít trên liền à. Cái soundtrack nó, trời ơi, giống Sài Gòn mình quá. À vậy hả, cái kiểu mà cái kiểu mà đi nhạc, cái soundtrack là cái phim đó là thời xưa. Thời sáu mấy. Chỉ có hai phim anh nghiên cứu. Một cái phim anh nghiên cứu là phim In the Mood for Love, Lương Triều Vĩ với Trương Mạn Ngọc. Thì anh nghiên cứu phim đó về cách quay cũng như là những cái âm thanh của thời đó, cũng là thập niên 60. Thì anh nói với đạo diễn Hân, em coi nè, In the Mood for Love là mỗi cái frame trong cuốn phim nó dài gần 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà một cái frame mình của nó là một bức tranh. Đúng rồi. Nó kinh khủng cái độ đó. Tất nhiên là từng frame một nó là một bức tranh. Cho nên cái người camera khi mà họ để cái góc đó, họ là một người họa sĩ giải bức tranh từng frame một. Cái đó là cái hay của phim In the Mood for Love. Đó là tại sao mà được bầu là 10 phim hay nhất của lịch sử của phim. Đúng rồi. Kinh khủng như vậy đó. Đạo diễn Bồng Cá Quải. Bồng Cá Quải á, không biết anh phát âm đúng không? Không biết mình phát âm đúng không, nhưng mà tên tiếng Anh là Bồng Cá Phái. Bồng Cá Quải. Không có phim nào Bồng Cá Quải dở đó. Phim Bồng Cá Quải là hay không à? Mà phần đông là Lương Triều Vĩ đó. Mỗi người đạo diễn họ có một cái tài tử mà họ thích. Giống như đạo diễn John Huston thì thích ông John Wayne. Mỗi người có một cái đạo diễn với lại người giống như anh Duy Lâm Nhật Tiến vậy đó. Nó đại khái rồi đấy. Rồi cái nhạc á, thì anh nghiên cứu phim In the Mood for Love thời đó, những bài nhạc chơi theo kiểu giải điệu như thế nào. Nhưng mà cái mà ảnh hưởng anh nhất mà làm cho anh nhớ, để mà anh phải tìm lại cái sao tắt đâu anh nghe mấy ngày trời. Anh phải nghe coi lại cuốn phim đó không? Không coi. Anh mua cái nhạc sao tắt CD trên Amazon gửi về bằng CD đàng hoàng. It Drink and Man. Anh bỏ CD vô nghe. Anh cứ nghe cái
cái không khí đó, cái âm vang của nó, cái không tiếng động của nó, cái style của cái thời đó, và anh làm qua âm bài Sài Gòn Đẹp Lắm, từ cái percussion cho tới dàn phát cho tới dàn saxophone, trombone, mọi thứ là nó đều cho mình thấy được một cái Sài Gòn nó nhộn nhịp mà nó sang, mà nó mạnh, mà nó trẻ. Đó là cái feel mà anh muốn cho cái bài Sài Gòn Đẹp Lắm. Anh đã từng qua âm hồi xưa chị Long Châu hát hát trong Mây Xa rồi. Cái thời đó thì anh không có làm bị lệ thuộc thời gian tính, cho nên anh qua âm anh xài chống điện tử. Còn cái này là mình làm phim mà, mình làm như nhạc phim, cho nên không thể nào mà chủ sử dụng nhạc điện tử trong thập niên 60 được, làm gì có chống điện tử. Cho nên mình phải là chống của cái thời đó, thời 60, thời 60 cái chống đó, cái kiểu mà họ tuôn cái thơm như thế nào, họ tuôn cái snare như thế nào, mình cũng phải giống như vậy luôn. Rồi cái tiếng đường B thời đó như thế nào, nói chung là anh phải sống lại cái thời gian đó qua âm nhạc và hình ảnh. Từ đó nó cho anh nguồn cảm hứng để anh theo cái mood đó, theo cái hồn đó để mà anh hòa âm. Đúng rồi. Đây là một sự nghiên cứu. Cho nên cuốn này là 26 bài hòa âm thì đa số là được sáng tạo mới, không có bị trùng lắp giống những cuốn trước đây. Khó trùng lắp lắm. Dạ. Nhiều bài hòa âm rất là lâu. Nhiều bài nào lâu nhất trong cái cuốn này của anh? Thường một bài nhạc mà để mà mình làm complete, làm xong hết trong cái chương trình này là một bài phải một tuần. Wow, tốn của anh rất là nhiều thời gian ha. Ồ, cái thời gian này cái cuốn này là cuốn tốn thời gian nhiều, không những hòa âm không mà anh mix ba cái tuần lễ mà anh bị covid. Anh mix một ngày ít nhất là 10 tiếng. Mà lúc anh khỏe ha, không bị gì hết rồi mà sao này hết bệnh rồi lại thấy đời nó thở nổi mà mệt luôn á. Trời đất ơi. Đó cái mùa mà cái khí hậu mà nó thay đổi á, tự nhiên nó đang nóng rồi nó lạnh, rồi nó nóng và nó lạnh, là anh bị allergy. Rồi cái anh bị á chỗ mũi á xì, rồi anh bị nhức dai, coi như là anh như là một cái người, một cái xác không hồn á. Là cái lúc sau khi anh hết covid rồi đó, thì em thấy cái tuần đó tự nhiên nó đổi cái khí hậu có đổi không, mưa đó. Là anh bị rớt, anh đi ăn với chị Nguyên buổi trưa đó, tự nhiên nó nóng mà nó có gió. Xong cái anh về tự nhiên người nó đờ luôn, anh uống thuốc quá trời luôn, thuốc allergy, thuốc chống. Nhờ chị Nguyên giác bữa nay là anh đỡ thở nhiều. Mấy bữa trước tết tại vì anh còn bị một số bồ chắc anh em nhờ mít nè, mà toàn là deadline không cứ cuối tuần chiếu nhanh rồi mà anh mày mệt quá mà anh cũng phải làm cho mấy em, tại vì nó cần deadline, nó cần chiếu ngày Tết. Cho nên cái người mình nó bị giống như là nó hết energy á. Nhưng mà hôm qua được nghỉ ngày, hôm qua là coi như là mọi chuyện nó xong. Bữa nay anh bắt đầu anh làm lại, bắt đầu anh mix lại cho chương trình của bố anh. Chờ để đầu tháng 3 chiếu. Thì nói chung là cái thời gian năm nay là anh dùng âm nhạc khá nhiều. Tại vì covid đâu đi đâu được. Vậy tương lai anh dùng nữa nha, tại vì hay quá. Anh trong cái thời gian covid nhiều chuyện buồn lắm. Nhiều điều làm mình đau lòng luôn á. Đúng rồi anh ơi. Nhưng mà anh nghĩ nhiều khi anh thích như được sống như vậy, anh thích ở nhà làm nhạc, hòa âm mix. Anh không muốn đi đâu á. Anh thích cái đời sống nó bình an như vậy. Mình ở nhà mình hòa âm, mình sáng tác, mình học. Trong cái thời gian một năm qua thời covid anh học nhiều lắm. Trên đời này có nhiều thứ để học quá. Mà tại sao phải dùng thời gian để lên những cái chỗ mà chữ lộn nhau chi cho nó mệt. Nhiều thứ quá. Anh thích học quá. Anh hết học cái này, anh học cái kia, anh làm nhạc, anh học nhạc, anh học mix, anh học. Nói chung là nghiên cứu, dùng thời gian nhiều để nghiên cứu. Mình nghiên cứu cái cách mix của master này, ông nọ, mình nghiên cứu. Mình cảm thấy cuộc đời này nó có nhiều thứ mà mình nên nghiên cứu lắm. Cho nên thì đây là cái thành quả của anh qua một năm anh nghiên cứu. Đừng có ngạc nhiên sau này mà anh từ chức CEO của SBTN. Nhưng mình nhớ làm nhạc nha. Anh chỉ muốn ở nhà
làm nhạc, làm hòa âm, enjoy music, có nhiều giờ với hai đứa con anh với lại vợ anh. Đúng rồi. Thời gian Covid là thời gian đại nạn của thế giới, nhiều cái đau lòng, nhưng mà thời gian đó là thời gian đẹp nhất của anh. Mình dành cho gia đình. Nói ra thì mình nói kỳ cục, người ta bao nhiêu người chết, bao nhiêu người khổ, bao nhiêu người thất nghiệp, bao nhiêu người không có tiền, nhưng mà trong hoàn cảnh anh cũng đâu có tiền, cũng như người khác thôi. Mình không biết, trong cái bài hát anh biết là nhìn trong chợt tay trắng tay, được thấy gì nước mắt á. Nhưng mà bù lại anh lại có một cái gì mà đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà từ xưa giờ anh không nghĩ tới, nó ngay trong nhà anh. Gia đình. Là đứa con gái anh, con trai anh, bạn trai của con gái anh, vợ anh, ông già anh, bà già anh. Việc khác ngày nào cũng tới ăn cơm với anh. Mỗi cái không khí nó làm cho người mình nó bình an lắm. Anh hơi ích kỷ xíu, mà nếu mà sau này anh được như vậy thì anh thích hơn là đi làm CEO của SBTN. Bình an hơn anh. Như anh nói là một năm vừa qua chúng ta buồn nhiều hơn vui. Mà nhất là giới văn nghệ của mình đó là ca nhạc sĩ mất nhiều quá anh hả? Cái năm 20 này. Những người mà mất là thân anh lắm. Như chú Lâm Phương. Anh Lâm Phương rất thân anh. Anh Lâm Phương, chị Lệ Thu, thân những người rất thân anh. Chí Tài. Chí Tài có một thời gian rất thân anh. Sau này về Việt Nam thì không có liên lạc nữa. Nhưng mà hồi Chí Tài còn ở đây nè. Anh với Chí Tài thân lắm. Chúc ban nhạc ngày xưa thời gian của mình. Ban nhạc đầu tiên mà anh chơi qua nước Mỹ này á, là chơi Phòng Trà Trang á. Đã anh chơi với Chí Tài. Chơi đúng một tuần rồi anh đi nơi khác, Chí Tài đi nơi khác. Nhưng mà sau này Chí Tài lập Phòng Thâu á, thì có hay nhờ anh tới đó đờn thâu âm. Chí Tài hòa âm nhận cho những ca sĩ mọi nơi đó. Hồi đó trung tâm nhiều lắm. Ngày nào anh cũng xách đờn đi đờn. Hết Phòng Thâu anh Trùng Giang tới Phòng Thâu của Trần Ngọc Sơn. Thời đó là trước hay xa luôn. Dạ Lan. Dạ Lan. Sao phê không? Hả? Sao phê anh có là... Sao phê có chứ. Sao phê là thâu cho Ngọc Lan. Nói chung là xách đờn đi vòng vòng. Đó là cái thời mà cũng đẹp của văn nghệ hải ngoại mình luôn. Lúc đó anh thân với Chí Tài, hầu như tuần nào cũng gặp Chí Tài á. Chí Tài còn nợ một món nợ. Mà đòi hoài không trả. Là hòa âm hay là sao, hay là đàn hay là gì? Khi mà anh thâu âm với Chí Tài á, thì Chí Tài viết hòa âm á. Nếu mà nói theo kỹ thuật á, viết thì cũng đúng nhưng mà không đúng. Viết làm khó người đọc. Nếu mà viết theo thứ tự, người đọc nhạc họ sẽ không bao giờ đánh sai hết. Tất nhiên là từ trái qua phải, nó phải cân bằng cái gì đâu, nó cái kỹ thuật mà. Thì anh thấy Chí Tài vậy anh mới nói thôi, tôi cho ông mượn cuốn sách để ông viết cho đúng. Chứ anh thấy cái thằng B nó đánh sai hoài à. B nó tên là Lu người Mỹ. Thường thường anh nè, Peter với Lu. Thường thường Lu thường hay phải ngồi phân lại. Đánh sai phân lại. Thì em nói với Tài thôi, lấy cuốn sách này nè, học cái cách viết nhịp 1, nhịp 2, nhịp 3, nhịp 4. Trong cái ôn nhịp 4-4 thì nó có 4 nhịp. Mình phải viết làm sao cho người ta thấy rõ nhịp 1, nhịp 2, nhịp 3, nhịp 4. Chứ đừng cứ giật ngược, đi chỗ này giật ngược chỗ kia. Nó không có cân bằng, khó đọc lắm. Anh mới cho anh với Tài mượn cuốn sách. Bí kíp của anh à? Không phải bí kíp nữa, chẳng gì là bí kíp. Nói là sách mà, nó đã được dạy trong trường. Thì anh nghĩ Chí Tài cần cần để mà học, để mà viết cho đúng. Anh xuyên lắm, anh có một cái bàn riêng trong nhà anh. Chí Tài là một người nhạc sĩ mà anh nghĩ là rất là thứ tự đâu đó đàng hoàng, bàn ghế ngăn nắp hả? Ngăn nắp đến độ mà mình thấy nó không có gì là nghệ sĩ á. Hiểu không? Anh tới nhà Chí Tài hầu như là mỗi tuần mà. Anh cho mượn cuốn sách. Lâu, thật là lâu rồi anh đòi xong chưa, học xong chưa, trả lại cho tôi. Từ từ, từ ngày mai gì muốn trả lại. Tới giờ này chia tay với nhau không một lời từ giả. Ảnh ở bên kia, anh ở bên này, làm sao gặp nhau nữa. Rồi cuốn sách anh
tặng luôn cho anh Chí Tài luôn. Chí Tài ngó nghe thì anh Chí Tài nhớ giữ cuốn sách đó gì không? Nhưng mà cái cuốn mà đêm Sài Gòn cũng mời ban nhạc Chí Tài hát trong cái liên khúc mưa là quá hay. Anh Chí Tài với anh là bạn thân thời đó mà. Thì nếu mà không thân anh đâu dám nói chuyện gì với Chí Tài. Anh Chí Tài là quá thân với anh rồi. Nhưng em nhớ là có cái liên khúc mà Tuấn Vũ đó anh làm cho bên trung tâm Thúy Anh đó, là hai anh cũng hòa âm cho cái liên khúc đó thì phải. Anh làm nhiều lắm. Thật sự cái thời liên khúc hầu hết tất cả liên khúc đều có, không phải anh hòa âm thì cũng là anh Chí Tài chơi đàn. Nhiều quá không nhớ. Dạ đúng rồi. Trong cái cuốn này thì có cái bài Bản Tình Cuối là cô Lệ Thu hát, không ngờ đó cũng là bài tình ca cuối cùng của cô Thu. Yeah, Bản Tình Cuối là một bài anh rất thích. Chị Lệ Thu là người đầu tiên thấu bài đó trong cuốn Ngô Thùy Miên phải không? Dạ. Trước 75, năm 1974 gì đó. Dạ. Chú Văn Phụng là người hòa âm cho cuốn đó. Thì chị Lệ Thu gì khỏi nói rồi. Anh có thời gian làm việc với chị. Mấy tháng sau thì chị đi. Thời mà chỉ thâu mình thì vẫn chị vẫn khỏe. Đúng rồi. Thời đó cái Covid nó có chưa có, nó đang xuống chứ không có lên lại. Thì khi mà thâu xong thì hai chị em tâm sự nhiều lắm. Cũng lâu rồi, cũng cả tiếng đồng hồ ngồi nói chuyện nhau trong phòng thâu. Thâu chuyện đời. Có nhiều cái bí mật mà anh không kể được. Nhưng mà chị Lê Thu Danh là rất thân. Dạ đúng. Mấy chục năm về trước anh dạy đàn cho chị. Anh tới nhà dạy đàn bia cho chị Thu. Tình cảm chị em rất thân, cho nên chị chia sẻ cho anh nhiều cái mà phải thân lắm mới dám chia sẻ. Thì sự ra đi của chị Lê Thu cũng là một sự mất mát rất lớn cho cái những người yêu nhạc và một mất mát lớn cho anh. Dạ đúng rồi. Bởi vì những người thân của anh ra đi mà anh không có tiễn được trong cái mùa này. Anh Nam Phương trước khi mà anh ra đi thì trước cái mùa Covid thì anh tới thăm anh Nam Phương hoài. Nhưng mà tới mùa Covid anh không có tới được nữa. Rồi khi anh ra đi thì anh tới anh tiễn thôi, là anh cũng không có. Nói chung là cái bữa mà anh ông già anh bị Covid, mấy đứa em anh nó bắt phải mang vô nhà thương, anh nói đừng có vào nhà thương, vô nhà thương là chết đó. Cha phải sống đừng có chết, chết trong mùa này buồn lắm. Chết chẳng có ai đưa tiễn hết, vô đó là xong, vô nhà thương rồi như là em xóa sổ, em không có được thăm rồi. Xuống tinh thần. Cho nên anh quyết định không muốn gửi vô nhà thương. Theo ý trời đi. Nhưng mà anh ngồi nghĩ anh Nam Phương anh ra đi thì anh cũng cũng thấy nhẹ người. Anh sống nửa đời còn lại của anh không có được sức khỏe tốt. Anh tới thăm ảnh hoài anh biết mà. Sống như vậy anh đi nhẹ cho anh hơn. Cái nợ của anh trên đời này, thế gian này anh trả đủ rồi đó. Giờ nên để anh đi. Anh đi nhưng mà nhạc ảnh còn sống mấy trăm năm nữa lận. Đúng rồi. Một trong những cái bài nhạc của anh Lam Phương mà anh thích nhất về giai điệu là bài Kiếp Nghèo. Em để ý cái hòa âm nó đi, nó cũng là orchestra, nó cũng trời nó đẹp lắm. Nó đẹp như một cái bức tranh của người miền Nam mình. Một người nhạc sĩ Lam Phương nhìn chất phác, chân thật, mộc mạc, mà giai điệu thì nó sang vô cùng. Không phải tình cờ đâu. Anh chọn mà. Anh muốn thấy cái đẹp của nó. Những ngày xưa ta ngái là em phải có Kiếp Nghèo. Đêm nay vắng tanh, giạt rào hạt mưa rớt nhanh, lạnh lùng mưa xuyên áo tơi, mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh. Lầy lội qua muôn lối quanh, gập ghềnh đường đê tối tăm, ngập ngừng rừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc bùi ngùi. Êm êm tiếng hát ngân nga, ôi lời mẹ hiền ru thiết tha. Không gian tím ngắt bao la, như thương đường về quá xa. Mưa ơi có thấu cho ta, lòng lạnh lùng giữa đêm trường. Đời nghèo chẳng tình thương, không yêu đương. Thương cho kiếp sống tha hương, thân gầy gò gửi cho gió sương. Đôi khi muốn nói yêu ai, nhưng ngại ngùng đành lãng phai. Đêm nay giấy trắng tâm tư, gửi về người chốn mịt mùng.
đời nghèo lòng nào dám mơ tình chung. Với những người làm neo thường hay gần với những hóa chất, quý vị nên quan tâm tới việc bổ gan thải độc bằng chai bổ gan Super Liver, chai số 9 của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, gồm tổng hợp nhiều loại dược thảo, vitamin và khoáng chất cần thiết để bồi bổ cho gan. Quý vị có âu lo về vấn đề sức khỏe, hãy gọi cho bác sĩ Phạm Hoàng Trung để được tham khảo điện thoại 714-775-2026, 775-2026. Không, em tình cờ đây là phát lên xong thì bác mất đó. Đối sự tình cờ đó. Thật sự ra đó, có nhiều bạn muốn làm trong chương trình này nữa lắm. Đó, nhưng mà mùa Covid em biết rồi, có giới hạn, có nhiều ca sĩ bị sức khỏe không đúng. Muốn không dám tham dự. Những người như là chị Thanh Thí các anh anh gọi chị cũng muốn lắm nhưng mà bác sĩ không cho thời gian đó. Nhiều ca sĩ chứ chị Hoàng Oanh anh cũng mời mà chị cũng ngại, nói chung là ngại nhiều. Đúng rồi, nhất là cái mùa Covid. Mùa Covid rất nhiều người ngại và cái đó là sự dễ hiểu, không có gì khó hiểu hết. Cho nên cũng nói chung Covid mà làm được như vậy là giỏi lắm rồi, khó khăn lắm. Tụ tập nhau lại để mà làm việc phải cách nhau mang mask. Không được đông người phải chia. Em biết cuốn này là cuốn quay lâu nhất trong lịch sử làm video của anh không vậy? Dạ, làm mấy tuần ha? Một thường thường á, những cái chương trình của Asia mặc dù lớn cách mấy cũng vậy. Mình quay cao lắm, mình mướn cái rạp là 7 ngày. Mình quay có 2 ngày thôi. Cái chỗ đó mình 7 ngày là mình vô đó, mình dựng sân khấu để mình dựng đèn, mình ghi nọ, mình trốn 3 ngày. Mấy ngày giờ rồi 2 ngày quay. Cuốn này á, dựng sân khấu thì lâu là bởi vì có 3-4 người trong mùa Covid à. Sân khấu làm gần 6 tháng cảnh rồi. Đóng cảnh à. Đó là chuyện nhỏ, chuyện nó dĩ nhiên rồi. Nhưng mà quay á, cuốn này quay 3 tuần. Quay 3 tuần một ngày lâu hơn cuốn lính. Một ngày chỉ quay có 2 bài thôi. Dạ đúng rồi. Một ngày quay có 2 bài thôi. Em tính tập bao nhiêu bài? 26 bài. Quay 2 bài thôi. Nhưng mà trong đây hình ảnh quá đẹp, nhất là cái bài mà mưa trên phố Huế, cái cầu Trường Tiền mà đánh cái đèn lên nó nhìn như cái cầu thiệt. Anh thì cái bài mà làm cho anh thích nhất về bởi ngoài mà nó nói cảnh về phong cảnh á. Thì anh thích cái bài của Diễm Liên. Có chiều sâu. Nó làm cho mình. Rồi cái bài mà anh thích nữa là cái bài của chú Quỳnh Anh, Mưa Rừng Ơi Mưa Rừng. Mà Mưa Rừng. Trời, nó đẹp. Nó lãng mạn. Đó là những bài mà anh thấy, bài của chú Anh. Cái shot từ trên trời xuống đó. Hay cậu nằm trên sân á. Nói chung là với khả năng rất có giới hạn, phải nói là rất có giới hạn luôn, từ tài chánh cho tới an toàn. Mà SPTN mình thực hiện như vậy là một sự cố gắng vượt bậc. Không phải may mắn. Là không ai bị gì hết, không có gì hối hận hết. Mọi cái cu trong thời gian đó mọi người làm việc xong không ai bị Covid, không ai qua đời hết. Nói chung là cái trách nhiệm của một người như anh á, mà thực hiện cái chương trình như vậy á, nó căng thẳng lắm. Đôi lúc mình phải shut down thôi, mình không muốn những người làm việc bị bệnh. Nhân viên bệnh, những người làm việc với mình họ bị gì mình ân hận lắm. Đúng rồi. May mắn là xong hết mọi thứ thì mấy tháng sau Covid mới lên lại, sau cái ngày thay nghi viên. Đúng rồi. Thật sự là cái cuốn này á, mình á chuẩn bị để mà ra nó là Thanksgiving. Là mình quay hồi tháng 9 tháng 10. Lâu lắm rồi. Tháng 9 tháng 10. Nhưng mà tại vì Covid mọi chuyện nó đều chậm lại. Mà lại tháng 11 mà lại vụ bầu cử lên, nhớ không? Tháng Thanksgiving xong là bắt đầu Covid nó lên. Nó lên kinh khủng luôn. Anh, gia đình anh bị là sao cái con Thanksgiving đó. Là tất cả mọi người đều bị. Sau Thanksgiving là 30 mấy ngày thôi mà chết hơn 100.000 người ở Hoa Kỳ. Rồi thêm chuyện lộn xộn chính trị nữa, nói chung là năm qua là một cái năm mà nó
không có một cái ngôn từ nào để diễn tả được sức chịu đựng của con người trong năm qua. Đúng rồi. Kinh hoàng. Yeah. À, trở lại đây thì em thấy bài của cô Lệ Thu lúc ban đầu hình như không phải là bài bản tình cuối đúng không? Không. À. Chị Lệ Thu lúc đầu là tính ra bài anh muốn chia hát về Hà Nội, à, chỉ dân Hà Nội mà. Mà mùa này vẫn những cơn mưa. Yeah. Nhưng mà chỉ hát thử chị thấy chị không có hợp. Thì anh đề nghị bài bản tình cuối. Cái chị nói nhưng mà hồ em phải hòa âm cho chị à, em không hòa âm chị không hát đâu. Ok, em làm nhiều rồi nhưng mà chị nói cho em là thì anh làm đó là chị mắng anh nhẹ, mắng nhẹ đó mà. Thì anh nói ok. Em chị nói với em mà chị hát là em phải hòa âm mà tại sao không hòa âm? Yeah. Nhiều bài quá em làm không kịp. À. Em phải hòa âm. Đúng là cụ thụ đó. À, ok chị, em sẽ làm. Nhưng mà nhờ như vậy mà em anh có cái kỷ niệm đẹp với chị. Đúng rồi. À, yeah. Thâu xong hai chị em ngồi nói chuyện. Yeah. Bài bản tình cuối khi mà anh mix anh nghe lại thấy hay. Yeah. Cái ta đi ra đi 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 nó làm cho mình bay bổng lắm. Nhất là cái độ solo giữa cái nhạc giữa đó. Yeah. Anh khai chuyển từ cái mô típ của anh Ngô Thị Miên. À. Anh là dân mê nhạc Ngô Thị Miên mà. Tín đồ của Ngô Thị Miên mà. Cho nên cái anh làm cái đoạn giữa nó hơi movie chút. Yeah. Nói chung là anh ảnh hưởng movie đó. Anh thích cái anh thích quả nó phải có hình ảnh. Yeah. Chứ không phải có nhịp điệu tiết tấu không. Mà nó phải nhắm mắt lại để mình thấy hình ảnh. Ngày nào ta vẫn yêu, hồn ta vẫn say, qua bao nhiêu năm tháng ở hờ. Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu, một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người. Yêu em như yêu tuổi ngây thơ. Anh thích cái câu gì của bác Phạm Đình Chương viết nhắm mắt cho tôi tìm đi tìm một thoáng hương xưa. Đôi khi anh nhắm mắt anh thấy được nhiều hơn khi anh mở mắt. À. Nhất là trong âm nhạc. Nhắm mắt lại mình thấy nhiều cái mà mình nhạc là cái gì, nhạc là cái mà em không thấy được. Hay chứ lúc anh đàn anh nhắm mắt không à? Nhạc em không thấy được. Em không hửi được. Em không ăn được. Em không uống được. Yeah. Em không chạm nó được. Uh-huh. Em không đụng nó được. Nhưng mà em feel nó được. Nó vô trái tim em luôn á. Nó vô từ máu em luôn rồi. Em nổi da gà luôn. Âm nhạc nó là một cái sức mạnh kinh khủng lắm. Cái gì đó nó vô hình nhưng mà nó làm cho mình vui, nó làm cho mình khóc. Mà đôi khi nó làm cho mình khóc trong cái hạnh phúc. Tại sao nó có thể đẹp như vậy? Em feel đó, là em thường anh là người may mắn, anh không có tiền như giàu gì hết. Nhưng mà anh ngồi anh nghĩ lại, anh là người may mắn. Anh sống bằng được cái nghề mà anh yêu. Và anh làm cái nghề của anh tốt đẹp. Chứ không phải là làm dở. Anh trôi những gì mà anh làm. Anh mix xong rồi anh mang lên anh kêu chị Quyên nghe. Tại vì người mix họ cần người thứ hai lắm. Mix hồi á, lỗ tai mình nó dễ bị đơ lắm. Cho nên mình phải cần người thứ hai để coi họ nghe cái, anh muốn coi cái reaction đầu tiên của họ nghe là như thế nào. Cái gì mà khó chịu là họ nghe liền à. Họ biết liền, ôi sáng nay vô nội gì vậy. À, mình cần cái người thứ hai. Cho nên mỗi lần xong là má đam.
quality control. Họ chỉ quyên là xuống quality control, nghe giùm cho con gái. Yeah. Ủa hay rồi, không có gì hết. Chứ thường thường á, mà mình bị cái gì á, là thường thường mình ít nghe bằng cái người họ phát ra lỗ tai. Đúng rồi. Họ đi vô, họ nghe như khán giả vậy đó. Họ không phải là người dàn sĩ của âm. Yeah. Họ không phải là người mic. Tại khi mà em quảm, em mic, em chú ý cái dàn xuyên ở đây, cái này dàn chế đấu, cái này phút ở đây, ô bò ở đây, ra đây, em chú ý trong chỗ này, trong chỗ kia. Cô như là nhiều chuyện em chú ý lắm. Yeah. Khi mà mic cũng như quảm. Yeah. Người nghe họ không có chú ý gì chứ. Người nghe họ chỉ biết nghe hay và không ai. Ủa sao nghe gì kỳ vậy? Ủa sao cái chỗ này nó bị kỳ vậy? Ở sao nghe cái giọng nó chói vậy? Anh cần cái người khoa đi cộng đô đó. Yeah. Cái người không biết gì hết trơn. Anh cần người như vậy thì góp ý như là thì một người khán giả. Vợ anh là chị Quyên, thời gian đó cũng là Covid cho nên chị ở nhà chỉ dạy qua chung mà à. Chị quay chung xong đó, đợi chị hết dạy xong bắt đầu mới xong ấy, nghe dùm chút xíu mà làm xong cái làm nghe dùm chút xíu rồi là anh biết là rồi anh mang cái ngày xe anh nghe nữa. Yeah. Rồi mang hết bao nhiêu nghe nữa. Nói chung là khi mà mình mix mình phải thử nhiều cái chỗ nghe. Nghe trên iPhone nữa. Yeah. Để mình chắc chắn là cái mic của mình nó nghe ở trên cái phương diện nào cũng được. Dạ. Hôm nay thì Jimmy rất là hân hạnh để giới thiệu cho quý vị sản phẩm mới của anh Trúc Hồ và đài SPTN, đó là Những Ngày Xưa Thân Ái. Quý vị nên có cái sản phẩm này Blu-ray hoặc là Digital Copy để chúng ta thấy được cái hay của âm nhạc và cái đẹp của hình ảnh mà đài SPTN đã vượt biết bao nhiêu là cái công khó để cho ra mắt trong cái mùa xuân năm nay. Anh thì đề nghị nên mua Digital Copy. Dạ. Tiện, nhanh, hình như rẻ hơn nữa. Dạ đúng rồi. Thì tiện hình như Digital Copy rẻ hơn Blu-ray. Dạ 24 đồng. Phải tốn tiền in. Dạ. Thế mình nó không gần 5 đồng rồi phải không? Dạ không, tụi em muốn sưu tập thì em muốn mua. À. Thôi làm cả hai đi. Muốn sưu tập thì đem cái này về nhà rồi coi, coi trên kia. À, nhiều người họ muốn tại giữ. Tại cái tủ sách đó anh. Ta muốn nhìn thấy có một cái... cũng hay thì nên mua Blu-ray, để mua DVD. Dạ. DVD kẹt lắm mới coi thôi, chứ thật sự là thời buổi này DVD cái standard nó không phải là cái standard mà anh muốn nhìn nữa. Dạ, yeah, Blu-ray. Và sắp tới vài ngày nữa thì đài cũng sẽ phát hành dạng CD để cho quý vị có thể để lên xe nghe. Theo lời yêu cầu của em thì anh sẽ ra một số CD, nhưng mà chắc chắn là anh sẽ làm đĩa nhựa. Dạ, dạ. Cái project này không thể nào không làm đĩa nhựa. Dạ. Nó sẽ nghe hay lắm. Yeah. Mình làm chừng mấy trăm cái thôi. Đúng rồi. Mình bán cho những người nó gọi là audio file, tức nghĩa là những người dân mình nghiền âm thanh á. Họ mua vàng máy trăm mấy chục ngàn cái nhà để họ cầm cái dĩ ngựa vậy bỏ lên, thả người thả hồn nhắm mắt lại tận hưởng phút giây nhiệm màu của âm nhạc. Tại sao phải nghe trên iPhone? Music phải tôn trọng âm nhạc một chút. Thì mình nên tôn trọng nó bằng cách mình thưởng thức nó đúng theo người tác giả họ muốn mình nghe như vậy. Dạ vâng. Thì cho nên là trông chờ lại và cái dĩ nhựa phát hành. Dĩ nhựa. Dạ ok. Anh sẽ bàn cái đó với em để anh nhờ em lo cái vụ đó cho anh. Dạ. Cho vấn đề mà mình phải phát triển về digital file mà loại master nó cao hơn CD luôn, cao hơn DVD luôn. Nó phải là master của những người như anh về tới nhà của người dùng. Anh và người nhà dùng nghe giống nhau. Đúng rồi. Cái format như vậy đó, cho những dân mà ghiền âm thanh. Yeah. Anh không có cần 90 triệu người. Anh không cần 1 triệu người. Anh cũng không cần 50 triệu người. Yeah. Anh chỉ cần 1.000 người yêu cái giá trị nghệ thuật đó thôi. Yeah. Một cái anh bán chừng 40 thôi. Yeah. Anh cũng đủ ngân sách để anh làm cho những cái project chip cho cái đĩa nhựa. Cái ngành âm nhạc này không có tiền nữa. Anh nói thiệt, không có gì có tiền hết trơn á. Nhưng mà anh không làm nhạc anh làm gì? Đúng phải không? Anh thì anh phải làm nhạc bởi vì anh yêu nhạc, anh muốn làm nhạc. Chứ không phải anh làm nhạc để mà anh sống. Để mà sống qua ngày, anh làm việc mấy chục năm nay rồi. Anh làm từ ngày anh qua Mỹ tới giờ mấy chục năm anh làm rồi. Anh làm, anh đóng góp, anh đóng thuế cho nước Mỹ nhiều lắm rồi. Cho nên nếu mà anh không có làm nữa, vợ con anh vẫn lo cho anh đầy đủ, cái anh không có nhu cầu xài gì hết. Anh là người sống đơn giản. Cho nên anh không có lo ngại gì vấn đề là sinh sống, tồn tại, anh may mắn được như vậy. Thì anh chỉ cần đủ sống thôi. Thì đủ sống để làm nhạc thôi. Để mình làm cái gì mình thích thôi. Không thích
thì không làm. Yeah. Em rất đồng ý với anh. Mà phải nói nhìn vào cái list này, em thì hay có cái bệnh là cứ mỗi lần thấy Hòa Âm mà Trúc Hồn nhiều lắm thích rồi. Cuốn này hiểu rất là nhiều. Cho nên những quý vị em nào giống chị Quyên, vợ anh. À vậy hả? Quý nói hùng mà cuốn nào hùng Hòa Âm nhiều là hay à. Ba làm này kia biết gì mới làm. Mà nó phải kỳ thị nhưng mà nó cái chất lượng nó là như vậy thì tụi em. Tại vì cái test của em như thấy cái chị Quyên hợp cái cách của Hòa Âm. Quen nghe cái dòng Hòa Âm của anh đó, cho nên em thích. Thì quý vị ủng hộ cho cái sản phẩm mới này, Jimmy đã xem qua, đã nghe qua và rất là yêu thích. Nên có để chúng ta thứ nhất là để tìm lại cái kỷ niệm của những quý vị nào sống qua ở Sài Gòn trước 75. Còn đối với những thế hệ sau như Jimmy cũng tìm lại được một chút gì đó cái âm thanh và cái hình ảnh của những ngày tháng cũ qua cái bộ DVD, Blu-ray và Digital Copy những ngày xưa thân ái này. Em cảm ơn anh. Cảm ơn em, xin cảm ơn quý vị khán giả. Dạ, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.